Định mệnh thật sự của các công chúa bạn yêu. Chắc chắn đó là cha mẹ của tôi. Đáp án cho mọi bí ẩn sẽ được hé lộ. Zowa, nó đến kìa. Song kích, thương long phá. Cổ tích thời chiến quốc, công chúa bán yêu. Làm ơn hãy theo dõi và bảo vệ lũ trẻ. Đón xem Công chúa bán yêu hồi 2 trên kênh Animax.